tính là ném không? Thâu, mẹ anh quýnh quýnh luôn rồi, tụi mẹ anh lớn đi, đỡ cho mẹ anh thâu rồi. Mới đây mẹ anh thâu luôn. Kìa mẹ lăn nhỉ, lăn nhỉ. Mấy em đỡ thì vậy. Sao cái mẹ anh thâu vậy? Kêu ra là vậy. Thì à, em kêu anh thì em biết rồi, không có ý tưởng em mới kêu anh ra nhá. Mẹ, anh em có ý tưởng tôi. Đẻ, đánh cắp. Đánh cắp gì? Hả? Đánh cắp gì? Thì ấy là hôm nay là em có ý tưởng là anh thấy được nha. Giờ này anh chỉ là tôi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, anh thấy không? Đúng rồi, em nói vậy, em chưa nói mà. Mày ngâm mẹ mà thu lại. Em chưa nói mà. Anh đừng lấy tụi thấy không? Hay hay, thấy chưa? Đúng mà nghe rồi đó hả? Đúng mình thấy nó nè. Anh em mình đi mày. Anh em. Thấy là từ từ. Chưa nói đủ. Chứ chưa nói mà làm cái gì vậy? Thật cũng mày à. Đó từ nói thương. Thôi, đó em nói cả đừng cả lại lần. Có dưới giờ tạo cơ hội. Đó em nói nè. Cái này ngu nào mà đậu mà đi quấn nhọn mày. Mày sao lại đi quấn nhọn mày? Ý là mày 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 cứ chú 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 rồi buông lắm rồi. Đó. Trong dài mà tưới không? Tưới đâu? Dài mà tưới đâu quá không sợ vợ ra. Bị mày. Thấy là anh không chứ. Ý từ từ. Đâu. Ui. Anh sợ vợ. Chờ đợi em nói nè. Dạ ông sợ vợ không dám quấn đâu. Sợ vợ. Ấy là em nói cái chuyện ấy làm kêu muốn vợ nhưng mà thật sự không phải là vợ anh hiểu không? Đây vợ mẹ kia. Mẹ ấy là vợ mày ăn thôi mẹ đi rồi đặt chia rồi chia ra mà quấn vợ ra tao quấn vợ mày mày đi mẹ tao cúng rồi mày cúng vợ tao mà em mấy tao cúng vợ mày mà đi giờ này em có ý tưởng em sẽ dụ sanh đau á nó sẽ dễ làm vợ của anh. Tao chờ đó mà lắm bây giờ nhà này lấy vợ em nói đi mày chưa con Trang ra hai đứa ngồi ăn 10 cây á à? Tao kêu vợ tao ra 10 cây đồng mà lúc vợ tao tao uống vợ mày cứ băng mấy cái chậm nha này tao mày ngồi thì đứa là sẵn cái này nói sao vợ này đưa ra đâu quấn chơi đụng mà nó ra kêu cái cha quấn vợ nó đâu mấy ông mà bữa nào anh đừng có vợ rồi anh chứ vợ đừng quấn vợ nó mày mày cứu mở mày vợ nói sao mày anh không thương biết vợ anh à đồ mẹ tự vợ anh vợ tao quấn đâu được tao đưa mày quấn vợ mày quấn đâu được tao quấn tự ra điên ra cái tự nhiên chọn kêu vợ này tao quấn vậy vậy mày điên ấy bây giờ mới kêu đụng mày tao cho vợ tao tao ngu mày mày ngu nha con bà luôn á đụng mày ai đó kêu nói vậy tới đó ngầu xuống đụng mày nói chưa gì hết mà cái cũng hớt luôn nha chưa mà ăn đồ những nhà anh em dọn con đi ông mày về anh cho anh chắc anh bây giờ này anh ba mẹ mà nói chuyện mẹ tôi mà hổ quá mà anh chắc như vậy trời đúng anh không mình vô vấn đề chính đi đây đó nói nè cái ý tưởng này nó rất là có ích cho anh nè thứ nhất nè giờ thứ em sẽ kêu sàn nào đúng không đúng không bác sĩ là giả thành vợ anh cho mượn mặc đồ giả vợ đúng không lúc đó anh sẽ nói cho bạn là kêu là đổ má dạy dỗ vợ anh nè đến lúc đó anh sẽ nói cho bạn là anh không là một người đàn ông trụ cột gia đình không sợ vợ này vợ là nói 1-1-2-2 nghe anh hiểu không nhưng mà cái lúc đó thì anh dạy vợ trên mạng á anh quấn anh thứ nhất anh quấn nè là quấn sàn đào bây giờ đẻ tay không đẻ tay không thứ hai cái địa điểm thứ hai nữa là lúc trên mạng là em quen người ta đồng ý là anh quấn vợ đồ là anh nói đụng mẹ quất sao mày đánh như ta nhớ chi mày nhớ kêu chính lại nha sao sao đi mày nè nó mẹ đó đụng cái lúc lên mạng nó nhìn anh là như một người thần cái đụng mẹ quất này nó đẳng cấp nhất Bình Định này đúng không chỉ có thợ đó là muốn đẳng cấp vậy ai đâu dám vậy đúng không đồ sư tử nhà mà nó vợ như 1-1-2-2 mà mày mẹ mày bị vậy uống vợ khôn lắm sao đụng 1-1-2-2 đụng ấy là đẳng cấp mấy đừng biến đái là đủ với sao anh đừng nói đâu đứa là quýnh phụ nữ là một thằng hèn nhát mà hiểu không giúp giúp đàn ông không bao giờ quýnh vợ đố vợ đi đèo cỡ cổ không mày hiểu chưa hiểu chưa ông bác các bạn chứ sự thật đâu đàn ông luôn tự cao tốt báo chí mà chơi dạ sao nói là anh kêu là cái gì với sự thành công của đàn ông là có mấy giác của bạn bè ngu dại mà mấy cái thằng mà quýnh vợ là hay đút vô tiết vợ lên làm cái liên quan đó tôi tiết vợ đi trong lần nghe đâu mấy cái quýnh vợ mà ông bán hoài rồi. Ý mày? Ý là được không? Làm được. Em thấy ý đồ mà anh đừng có nói cho anh hiểu anh đừng. Anh nhận nhiều không? Đấy. Được chưa? Giờ vậy. Nói sao nào về ăn vợ anh. Đúng không? À, để nha. Bởi đỡ em dụ sao nào giờ. Giấy với đụng. Đây là. Nó khùng không? Nope. Đào, nói này. Cái gì vậy quá? Giấy à? Cũng quýnh giấy mà thôi. Cái đồ với anh quýnh hết trước chị. Giấy sao tao nói được. Chưa mà mày quýnh. Đồ anh đang nhờ nó chứ không phải là anh. Mày anh... nói đó chưa? Chưa, anh giờ anh nói này. Ờ, anh Trung nói gì đó? Dạ. Mới.
kêu xe này chào ấy. Chào. Anh nhờ em một chuyện bữa. Đấy, đợi là nói. Đẹp trai. Không chờ tao qua. Dạ đúng rồi nghe. Em vừa bố đó. Anh bè đố con là mà anh nói vợ anh không anh nghe. Em hiểu không? Đó vợ anh bị điếc cả nhà luôn á. Đồ hè anh nói vậy thì nó nói vậy đúng không? Anh nói vậy nó sẽ làm đúng là anh chưa là anh nói vợ anh không nghe thì nó tưởng vợ anh biết. Tao làm như mà tao thấy mệt quá đúng quá tao anh thấy lo thì mà. Anh phải coi lại không cái biết tôi lúc nào nó uống thơ rồi đâu em thấy anh nói tao. Anh nói cho tao nghe hiểu chút mà nó uống nó lại. Đúng là anh uống người ta em biết không mà giờ anh nói người ta. Em giúp anh. Vậy không vợ anh được không? Vợ anh tại biếng rồi sao mà nói giúp vậy? Anh nói vô nó luôn ấy. Anh nói vô nó cái điều nó để yêu đâu. Tôi nghĩ là bây giờ này trong mạng nó kêu anh là thành sợ vợ. Hôm nay là anh tôi kêu anh điếm chó. Mà lạnh mày lại. Vô chuyện đó mày. Đúng rồi anh đang nghĩ là anh khỏi mẹ. Tụi bé đang giúp cho anh quá. Thấy vậy thì giúp nhỉ. Cái thằng chè nó đụng nó sao nó dựng vàng vô đâu. À nó nói cho nó hiểu. Rồi thôi đỡ cho anh đừng nói mẹ. Không nói rồi. Đừng nói mẹ. Nói cho mẹ mày. Nói cho hiểu đi. Nói cho ai. Trời ơi. Giúp anh quốc cho thơ vợ anh quốc giúp được không? Chơi đấy. À đúng rồi. Chơi đấy. Đừng xem cái đồ chơi vợ quốc à. Vâng nhờ đây. Cái này đụng mấy nhiều chuyện mày. Đừng nghe tao còn đấy. Nghe nói rồi ta tới rồi người màng tan rồi đi không nghe thao nghe nói anh mua cái tính đâu mấy điều quà không ai mua hết mà chào ra gì mày không được tao nghe mày tính bắt bắt mày làm gì nói mày mệt quá em ở đâu ở đâu bây giờ bất ngờ em bây giờ em vô nhà anh Quốc em thớ vợ anh Quốc đợi cho anh Quốc uống em một bữa ơi để đồ vậy giúp có gì học giúp thì em chịu đòn thôi được rồi có gì học giúp đây 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 anh cho em tiền mấy thấy tiền vàng quá như này đúng không đâu đấy là nhà này sao nào đã nói cho hiểu nãy giờ anh em nó không hiểu đấy là anh Quốc á bữa giờ mạng nó ảnh là thằng sợ vợ đụng mấy làm ảnh con trai mà ảnh sĩ diện nhá hiểu không đâu. Em đâu biết chữ đâu đụng em là, tao kêu mày giả làm vợ chứ tao kêu mày đi dạy học mày sao mà hỏi biết chữ mày mà tưởng mày làm mà con giáo như mà vợ ảnh biết hay sao anh như này đúng không à đâu đây cho em tới trước đây mày chưa cho một tờ trước nha mày hai tờ hai tờ rồi mẹ mày nói trăng tờ là mày mấy đồ muốn nào nữa tao thấy tao giống như là tao lâu đấy là để em nhận tiền là em phải làm hả nha ờ ok đó thì cái công việc đi đấy là giờ cái công việc của em là già nè em làm vợ anh tức là anh Quốc anh sẽ đem cái đồ vợ anh á đưa cho em mày em sẽ dẹp ra thành nữ em hiểu không ừ chúc anh đi ạ anh chỉ đủ kinh với vợ em ừ. Em chỉ im ru không có được nói có cái cảnh mà tao nhau những cuộc đồn biếu ngại nữa em mẹ mày mấy em không có cảm ơn cái bỏ anh mua túi á ủ mày cái bỏ anh mua túi á không sao đâu cũng nói mày là mèo quét mày không không quét mẹ này nó nói nó đây nó chú bỏ quất đâu mà vậy như là nó làm mày lầm tiền nào nha rồi rồi quất lỡ mà có quýnh mạng xíu á thì mày cũng nhịn được không hiểu không đá tiền mà phải nhịn hiểu không bữa nay mày nhịn đúng không em làm gái thứ hai là không thứ hai nữa này thứ hai không được làm tiếng nữa đổi đủ làm tiếng cái đủ đổi người ta nghe hiểu không chứ đừng phúc anh Quốc giếp nhạc đâu rồi giếp tiếng cho đúng đừng có nói để nói còn đồ này đừng có nói hiểu không mà chứ mà đậu không đúng có ra bạn cười hì cười anh vô lái đồi lái đồi lẹ lẹ chúng là mày ở trong phòng luôn nha tôi ở kêu có làm ẩm thật gì cái ai lẹ hết thì cũng không được lẹ anh chồng nghèo mẹ mà thật bố mà đấy thấy chưa đấy nói gì không lỡ không cái trời chết không ôi mấy cái nhèo ầm phải mà chờ coi rồi lúc đâu không tao biết đường là vậy rồi chưa có gì đâu mày thấy như vậy đó đồng mấy khổ dữ đi anh mấy đồ đàn ông dày dày đâu vậy đồ anh có nói gì lời vậy mà anh em chưa có vợ mới máu lâu à tao muốn làm gì tao kêu fuck you mới là nó đi chịu fuck you chữ mẹ nó mà biểu nó chịu mẹ này biết nó đập nó ra mày cậu mấy tao thiệt mày ngứa lên dài 12 bánh nước đổ mà trong nhỏ đục chịu tao tém nhầm cái bấm đổ
bên tâm tâm ngựa hay sao anh? Mà mẹ mà nói em tao lỡ thằng giờ thằng mày. Tao đang đi ngang đầu với tao uống luôn á. Má mày đừng có nói khùng nãy tao mua gớ lắm em. Tức thằng mày nhớ tao yêu cái hậu. Chị sao nghe? Sao? Em được không? Hả? Mẹ em đừng để em quá. Bây giờ mới Quân. Tao uống vợ tao. Má em quét tẩm mày nhìn thấy anh vợ. Má em mà chửi vậy là nhập tâm dư quá. Buồn nghĩa đủ bởi vì dù dài phải dạy chứ hỏi gì lẹ mày. Vậy là những đúng á, giờ này nè, những cái cảm xúc á, anh muốn bọc đầu, anh muốn bộ ông vợ anh thế nào á, là anh cứ thở hiện hết. Mẹ mày, nào? Có khi nào mai nhà tao đụng mẹ dán bàn cá phó cũng thành đạo à. Cái gì vậy? Ủa mà muốn cái đi cái gì chuyện chứ. Con ngàn nó mô bụng đụng mẹ thì kìa khám nghiệm thôi chết luôn. Đâu, đâu, giờ đi mày. Giờ đem dễ cho mà anh em mình ở tới đây luôn nha. Nguyên này, bạn nói nè. Hả? Dễ dần chẳng nào nó phải cào lông dưới cho nó giống. Tụi mày chút dạ anh ra cậu con trai mẹ xem. Chết rồi, cái gì? Đâu anh em cũng ngồi ở đây coi. Giờ vậy nè, giờ mình vô thớ nè. Chứ mày chẳng nào ở dưới đó. Khi mà anh quát nói nè. Nhớ cái hô là đội mình vợ nha. À quát này nha, hiểu không? Mẹ thứ hai nữa, đừng có đỡ sàn đau làm biết, sàn đau đừng làm biết nha. Em chỉ lên là chi chi cái mặt lại nha sàn đau. Đấy, em dễ vào là muốn chơi muốn chuyện nha sàn đau. Đúng rồi hả? À, ok nè, giờ đồ anh ký lên nè anh quát. Giờ giờ chúng mày vô cái đồ ký nè. Để giờ mình đóng ký mẹ. Mẹ thiệt là quát này đánh cắp tiệt luôn á. À dám nói tao sợ vợ mà hả? Ờ, dài mà hầu giờ đồ em nghĩ anh sợ vợ chân quát. Mỹ không, con vợ tao ghe phèm tao lấy vào tay đồ mà đéo cửa âm liền hả? Đuổi là hầu giờ em nghĩ anh sợ vợ lắm chứ. Như mẹ đừng có nói về chuyện nó quá khứ đâu, hiểu không? Hả? Ngơ. Mẹ đấy mất cái lời nói anh thực hiện thật anh rồi. Bây giờ mà coi này đồ mà khán giả chứng kiến này. Chứng kiến này, tao làm không đẹp không anh tưởng. Kìa, chị ngăn lên nha, chị ngăn lên nha. Muốn nước đi. Tụi mẹ ngon nhau đâu vậy. Muốn nước đi em. Mẹ của vợ tao mà đổ mấy sai đầu là phải đi đó. Không thôi là tao đéo ngán chịu cam đổ mấy trọng mỏ. Đục mấy điện mẹ gì vậy chứ. Nói chung là anh tỏ hiện này cho anh em xem gọi. Mấy anh em mới tin là anh không sợ giờ nè. Hôm nay nè, anh quốc anh tỏ hiện các bạn lên nè. Đúng rồi. Mẹ là rốt nước thì nửa tiếng chưa có mặc đồ mà sao mà giấy mà làm vậy. Mày như vậy là mà đường đàn ông như vậy. Lì không lấy lại cái chén rồi. Vợ con thì lẹ vậy không? Vợ con thì một chén rồi. À. Mẹ muốn cái chén. Mày muốn cái chén vậy là mày coi mày mấy phần. Muốn tập tài chứ. Muốn đánh bòi. Mẹ sao ao quất đồ cái sao nữa quá. Cái đừng quá. Đồ sao lấy đừng tắt ra đồ anh em chết. Sao tao sao? Ôi lại lại đâu được đồ chết rồi. Mẹ sao? Chưa nha. Đồ ai tặng chưa? Đồ anh tự tặng anh tự đi luôn chứ ai. Như vậy đồ anh ơi. Đồ má đang lấy cái tiếng mà mẹ. Đi 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 cái đồ mùi động mày muốn gì mày chưa. Đồ anh người ta đang khen anh mở quá. Đồ anh đang khen mà chảy. Đồ anh đang lại sao đâu. Chết. Chết gì. Làm lại. Đồ anh kia đồ cái tiếng hả. Đồ anh đụng anh phải thở hiện anh dạy dở lẹ dạy dở vậy đụng người ta má nó nói nó cứu thằng cứu mày dạy dở vậy đụng anh muốn gì đến rồi đi sao tao vậy người ta nó biết rồi sao tao vậy tính này nó nói đụng anh quất cái gì đâu đâu ok vậy nó biết rồi đỡ thằng dạ thằng quỳ đây ngồi im chỗ mẹ cứ đi lâu dạ tại lanh nữa đụng mày nó chờ đổ ghế chân vô ngồi xe đăng luôn đâu đâu vô ngồi má mà đụng mày giật tóc mà rút lại hả mẹ mà đâu giờ kêu vợ lên nè. Lên đi ngân đau. Mẹ là thấy vợ ngân đau đồ má vợ quất màng tan hay nha. Trời ơi đấy vợ anh sao nó nhìn nèo như vậy chẳng hiểu nó vợ dài chị đây tụi em đúng là ngân đau mẹ làm đa quan mấy cái mấy đồ này thì cũng muốn lại tại xung quanh nước này mày lên hiểu không đánh bè kia. Đồ mẹ con vợ thằng dúng cái robot tụi mày. Mẹ nói gì gặp đèo sướng thế à. Cũng đèo tay. Đúng rồi. Mỗi lần lộ mẹ mới cãi tháo pin nữa. Vợ đứng gì cũng cục kẹo. Khủi lắm. Mẹ có con robot đèo sướng à. Ủa chúc anh lại lên vậy lên nha. Ủa vậy mẹ. Mẹ anh phải làm cái lên. Mỗi lần có con robot vậy sao thử vậy. Hả? Nó đầu nó ốp mang rồi. Nó có cái kia luôn. Có luôn anh. Mày có cái trời mình chết. Còn chi mình mấy mày trời chiên mày chày hết rồi. Cái bột luôn anh. Nhanh đi mày. Nó lao. Thấy mày chiên vợ đang ngon đào ngon. Đúng rồi.
Giờ hôm nay giờ anh thở hiện lên cho anh em xem. Đúng rồi. Vậy giờ anh muốn vợ cho anh em nó. Tập chiến hợp. Đúng rồi, cũng nhẹ đều nó ra vùng nó đều luôn. Ừ, giờ tập đọc chiến bà hợp. Không tập chiến nữa hả? Trời ơi, giọng lên mà anh xanh đủ với cho tiếng miệng. Ừ, được rồi, làm đi. Nhà anh chiến nhiều quá. Nếu mày đau giọng sao? Bò. Thì vậy, nếu vậy thì đừng có đọc. Đủ chứ, tự nói tự ái đi. Thằng quân kia nó múc nước thì mới mày thấy dai mẹ đơn sang vô mày. Chết rồi. Mẹ nó thằng điên nó. Yêu đáng con vợ đừng có kêu. Này kia xuống nợ ra mà kiếm mày. Mày còn là chết cái mày. Mẹ kiếm mày. Con vợ lâu này. Lâu. Quá. Vợ con mày đem lâu thôi rồi. Em này gãy gặp em là mệt quá. Trời ơi. Mày là trẻ thầy quá. Chơi con nước nhảy lại một tí rồi kia xuống vậy. Tụi mày vợ con cái nhà không chịu leo. Leo nhẹ cái nào. Mẹ ở nhà có cái chuyện. Nhà không chịu leo, 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 không chịu leo. Hiểu không? Anh nói em nghe này. Đụng mình mày leo qua hết rồi, mình đi cái lưng cái mình đi bên đây luôn nha. Má, tao không ước gì đó, mình vợ em nè. Thích là tao bộ. Tao nói đủ phải thằng quắc này đủ đẳng cấp nha. Nhưng mà khi nó nghe lời rồi là mình phải dạy nó. Mình phải dùng cái không được dùng vũ phu. Nào anh dạy vậy thôi. Thằng ông mà muốn vợ nó hiền. À hiền nhá. Để đi giờ tới làm. Vợ là đấy là thằng à đủ thằng ngầu bạch đi cho anh vợ ngầu bạch đi anh đừng có nhìn kìa. Anh mày nhìn lẹ anh có cấp vô rồi. Bạch này đúng rồi. Đúng rồi. Không đi đi. Sao? Anh là anh thương em lắm. Em mà nghe lời không bao giờ muốn em đúng không? Đồ đi đi làm mấy. Ừ, cái gì khinh lưu bàn là lưu quá, lưu nhà mà đấy, nó tận dụng luôn. Ê, mỗi lần mình vợ sao nghe chú Huy luôn. Một quán vợ anh đủ. Chút tạm nọ mà ngu quá. Ai, mày yên cho tôi, mày cũng như một miêu. Một tờ không nha. Đó, rồi. Cái đoạn mà đưa tiền rồi, nó như thế cái kia. Đâu, đâu, đỡ, 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 bỏ đoạn đó nè. Cũng mấy anh phải nghĩ như vợ anh nè. Một hai này, vô đây. Em đừng buồn. Vì cuộc sống nó dễ gì giờ mà nếu mà anh lấy một cái khinh khác á. Mấy con phải em phải dạy hai ba lần. Anh thương em nên tránh nó đồng nhẹ rồi. Sợ, sợ em ơi, em mệt đấy. Nên đồ tốt như là cái công chức em dạy đồ dạy đạt. Em hiểu không? Ở nhà ta đỡ trên con rồi. Ờ, đúng rồi. Ví dụ như anh này. Em leo cái nơi đầu xong là lấy lên mặt luôn, hiểu không? Như như con bò. Mà leo trên nào mà sạch con đi lấy con biết tay à. Mấy anh vợ đã phải lao lâu quá. Các bạn à. Đồ dài mà kêu ai kêu quá sợ vợ. Đúng rồi. Đồ mấy sai như một con ô chinh nhẹ luôn hả? Đồ mà anh. Tại này tôi cho anh con hớt không là nó dậy á. Cái bà... Chết. Đồ mấy gì dậy quá. Cái đồ thế. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh không được năng nỉ cho anh hiểu anh quá. Đụng hãy chẳng tiếp nữa. Không được năng nỉ. Đồ. Đồ con là dậy. 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 Nó là sao tao chứ không phải giờ anh đâu mà sợ. Chứ mẹ anh Dũng muốn anh chửi cái mẹ nữa. Ờ, đúng rồi. Sao lên đây sao? Giờ lên đây. Đồ mày nói không chịu đứng nè. Giờ rồi. Sao tao khiên nhờ nè. Chúng hai Dũng đó. Tao bị không thấy một ai cả. Ờ. Chúng là đây. Nãy giờ tao đánh đâu vậy? Giờ lên đúng không? Đồ mấy vợ nói không đứng lên là không đứng mà. Đi đi. Cuộc sống nó vậy á. Mấy chồng là chủ phu uống xe thì uống xong là hay ôm vậy. Tại sao lại làm gì đó? Vậy mà sao lúc nó muốn tổn thương xem rồi lúc nó đẩy xem nó xuống như thế? Tại sao nữa nó? Đúng rồi. Đừng khác nữa, nói mà nghiện mặt. Khi vẽ ra như vậy ông mặt. Bình tĩnh lên hạnh phúc lên. Nhìn cái mặt là hạnh phúc lên. Cứ lên. Mẹ nó không được. Mẹ vợ anh mà quýt dữ luôn quá. Mẹ nó ra đường nó phải thôi hiện hạnh phúc cho người đẹp biết đồ mấy giờ. Cho dù cũng bằng mấy cái đầu mày đi mở nuôi giờ tí. Mấy giờ anh hỏi gì giờ xuống rồi ha. Ừ. Lôi xuống đó có mày. Đồ mẹ chút ổng có con nước uống cho mẹ. Ờ. Xuống đây. Giờ. Em đi đi giờ. Em ấy gì ạ? Ờ. Ủa con nước gì vậy? Sao nhỏ được. Nó cái ra thường là nếu mà mày sòng nắng quá nào cái quái đoạn này đẹp mấy đồ mấy gì nhảy trên nam sao mày đang giúp nó quốc mà mày tháo rồi cho ai nữa muốn gì lấy cây sắt quấn vào mày mày đi tụi mày cái đây cái chỉ mà cái cây mình ngu quá để tôi quấn lại này ờ lại quên nào quên làm nữa hai chục rồi không đủ mấy giúp ông ráng giúp ông sao nào ông quấn mua rồi hả hả bây giờ chục được không sao hết đeo hết đeo
đồ mày cái gì? Ê lộn, quên. Ê thâu, lộn thâu. Đồ mày thấu lộn, mày tiền mày lẩm rồi, mày cũng quýnh lộn. Quýnh dạy, quýnh ô heo. Thâu quất, đỡ anh quất, giảm quýnh lại. Đâu, đó anh nói tao, anh giữ tao. Anh này không bao giờ đụng tay. Hứa cho căn nhà luôn này, hứa cho mọi người, mình không bao giờ đụng tay đụng chân vô sao nào nữa. Đỡ nha mày. Không bao giờ đụng tay đụng chân như vậy. Đừng chạy, đụng bảo đi mấy cái đụng này chứ. Mày giờ quá, tao phải nói vậy, tao không bao giờ đụng tay nó, tao cùng người trai tao rồi. Hiểu không? Đụng mày nó không bao giờ đụng tay mày. Đụng tay rồi. Trời ơi, nó mày đi, đều là mày, tao tưởng mày gắt mà. Mày lên em. Mày có em ngu. Đấy, nói chung nó là bây giờ bao. Đụng mày nhanh lên này. Rồi lên mày lại. Nói coi con nước giờ đụng giờ là tới giờ nữa. Giờ tới giờ vô này. Con nước gì cho mày? Hello, con nước gì cho em? Em. Rồi giờ nó mới nấu, Đồ mày giờ mới nấu. Mày mẹ mày vừa do mà bảo vô. Mày lấy mùi đủ mấy mày trời tái mày hả? Mày không? Đồ mấy sao giờ nó nói muốn dễ cái này rồi mày. Mấy nó thành ngu đây thiệt. Ngu đây sao? Mày nấu ấm mà thử đi. Đâu em, cắm cái tiệm mà bỏ nó biết ghê nó mặt. Vợ mày muốn nó dưới em á. Mé mày tao vũ luôn chứ. Trời thấu đã thấu. Mày vợ anh như sai quýt. Mé tính tao ném lắm. Đồ mấy tao phật ý là tao uống nó. Hôm mấy bữa nay tao cơ cái gấu vô đây là lấy cái giày xích tao đé đồ mấy méo tự đeo luôn. Đồ mấy đủ nữa. Đi lên này, đợi cho nó nói. Thôi đổ vợ nói. Đi anh em mình lên người ta nè. Lên đây đây. Thấy tổng á. Mấy nó thấy tức. Tao đi lên đây đừng quýnh nó nữa thâu. Đừng quýnh nữa thâu. Đừng quá cản lên mày sao đâu. Đừng mấy mày đừng có quất. Thẻ đi. Tao cũng tổng chuyện ăn lắm. Đừng mày mở kiếm. Đậu quẻ lắm. Đi đi thâu đi lên đây. Mấy em. Điên mày quýnh. Thôi lên đi. Thôi đi. Mày phải vô mày kêu mày ngăn lên. Mày vô mày kêu mày ngăn lên. Kêu làm vậy. Kêu căng lên. Nói chung á, là mà quýnh á xong á, nó bị chấn thương hay là nó bị cái gì mà mấy nó là ra đường á. Ai hỏi nó mà phải chạy nó vô là một tiếng, đúng không? Mẹ tính rồi đó. Đó, chưa. Em đang nấu nước. Ừ. Tính nó ném không? Thâu, mẹ anh quýnh luôn rồi. Tụi mẹ lỡ đi, đỡ cho mẹ Lanh nấu rồi. Mẹ Lanh nấu rồi đó. Kìa mẹ Lanh nhờ Lanh rồi. Mấy em đỡ vậy. Sao cái ta thấy không có ai? Sao nào? Đồ vàng mở trời vợ như thường. Mà chưa. Sao tao không? Mấy mày trồng vàng vợ tao lo chuyện. Quả gánh đi. Không phải đâu. Mày sao có tụi cái chuyện á? Cái sao tôi mới về ở trong phòng mà sao về nói về nghe đây. Mày nói là chùa tao lưng ngẩn. Mày lên sao? Mấy tụi mày dài tao mày. Quả gánh gì tự nhiên em kêu chị ngăn mẹ mà anh không nghe. Mấy mày điên sao vậy? Nghĩa lúc em kêu chị ngăn. Ngửi mẹ chứ mày. Em kêu chị ngăn mẹ chứ đâu phải em kêu xanh ra ra. Mấy em nói chị ngăn mẹ. Lỡ không không? Chết mày. Cái mày bị mày gây đi hả? Mày việc làm nặng cho lỡ đó. Ủa nãy em nói là đủ chuyện ngâm chứ đâu phải kêu sao tao đâu. Mày mẹ mày nãy kêu ngâm đầu lên là em mới nói chuyện ngâm lên kia là em nói ý anh làm chuyện ngâm đó. Vậy sao chẳng? Giờ bị mất cái máng rồi vậy sao? Nếu mà tôi tuốn sao nào là ngon ai ngon ngon lên kia mày. Mày ai biết tôi tuốn sao nào tôi uống kia đâu. Chảy lửa nãy em đâu biết em nói chuyện ngâm. Em nói anh chuyện ngâm lên, chuyện ngâm lên. Mày ngồi lên nghỉ đi. Chưa đâu. Em hẳn đeo là hổ quỳ lên kia đi rồi. Đó là cái mày vậy đó. Cái gì tao mất đó giữa anh mất. Lỡ thâu chứ. À đồng. Em mà mẹ mày về nha. Mày đừng có lên nhà tao nữa nha. Mấy một lần. Chuyện mà mày. Chuyện cớ rồi cho mày á. Nào mấy vậy. Ờ lúc đủ mấy giờ hết rồi hả? Hết rồi đúng rồi. Thâu hết 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 rồi. Mừng quá. Giờ tiếp làm việc hả? Tôi mừng nhà này xanh. Nếu mà cùi giá ông này. Thôi là cho 20 phần này. Đâu thiệt rồi.